con gái Lâm Trần Khang biểu cảm đáng yêu khi bị mẹ mắng, thừa hưởng những nét xinh xắn từ bố mẹ. Con gái Lâm Trần Khang luôn khiến nhân tình cưng xỉu với những biểu cảm siêu đáng yêu, trở thành ngôi sao nhí trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc đời thương của con gái Lâm Trần Khang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Ngắm hình ảnh dễ thương của bé này, nhân mạng đều trách tại sao nam ca sĩ không công khai con gái sớm hơn. Mới đây trên trang cá nhân bà xã Lâm Trần Khang tiếp tục chia sẻ bức ảnh đời thường của con gái. Có ai hốt bọc rác này dùng si không? Siêu quẩy thích chơi mấy trò chơi ngộ đời. Kim Jun Si, mạng yêu khi bé Tina càng lớn càng thêm phần tinh nghịch. Trong hình ảnh được đăng tải, Lâm Trần Khang đang bế và chơi cùng con. Còn bé Tina ngồi trong bậc nhựa, xe hai tay và trưng biểu cảm cực đáng yêu. Đang nghịch cùng bố Lâm Trần Khang, cô bé 8 tháng tuổi nhanh chóng tinh mắt bắt được điện thoại của mẹ nhìn thẳng camera với khuôn mặt ngây thơ đôi má bánh bao cùng đôi mắt to tròn long lanh trước vẻ ngoài đáng yêu của bé tina ai nấy cũng phải suýt xoa và tranh hốt giúp vợ chồng lâm trần khang là ông hoàng hội trợ đất sâu diện ở nhiều nơi thế nhưng vì tình hình dịch mà lâm trần khang ở nhà nhiều hơn giọng ca đi tìm một nửa dành trọn thời gian bên gia đình và chăm sóc con nhỏ với loạt hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội có thể thấy con gái út cực kỳ quấn quýt với Lâm Trần Khang từ lúc ăn tới lúc ngủ, lúc chơi. Trước đó, Kim Yun Si từng tỏ ra ghen tị, hơn dội khi con gái nhìn bố như Sam. Trong khoảnh khắc Tina ngoan ngoãn nằm im để bố vội về, bà xã Lâm Trần Khang tỏ thái độ, cho rằng nhóc tỳ bây giờ đã dành luôn bố của mẹ và các anh, một mình sở hữu bố. Tina chiếm hết tất cả, chồng em ôm em hay hôn em, Tina la rồi gồng tay lại hung dự, không cho chồng em hôn em. Thời gian này, Tina đang trở thành một trong những nhóc tì hot nhất của showbiz Việt. Với mọi hình ảnh trên trang cá nhân, cô bé 8 tháng tuổi thu hút được lượng người hâm mộ khủng, mang trong mình dòng máu Việt Hàn, thừa hưởng những nét đẹp nổi trội từ bố và cả mẹ. Cô bé sở hữu khuôn mặt nét nào ra nét đó, môi trúng chím, sống mũi cao cùng đôi mắt to tròn nổi bật. Hiện tại, con gái út nhà Lâm Tấn Khang dù chưa tròn một tuổi nhưng đã được dự đoán là trở thành mỹ nhân trong tương lai. Tina được cho là đã sinh ra ở vạch đích khi có bố là ca sĩ nổi tiếng và giàu có. Hơn nữa vì là con út trong nhà, ái nữ của Lâm Trấn Khang nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ bố mẹ và hai anh trai.